cục đá này mà nó rớt xuống thì thiệt, Việt Nam mình chắc nổi tiếng luôn. Một nơi đặc biệt thu hút rất nhiều khách du lịch ở Nha Trang có thể bạn chưa biết. Nếu chưa biết thì bữa nay Vicky dẫn mấy bạn đi cho biết nha. Trước tiên là tụi mình đi uống cà phê cái nha. Quán cà phê Hòn Chồng khá nổi tiếng ở Nha Trang, hầu như ai cũng biết đến. Còn tại sao nó lại tên là Hòn Chồng thì mấy bà xem tiếp để biết nè. Quán cà phê này có thể nói là to nhất nhì ở Nha Trang. Nó rất là to, đi bộ mỏi chân luôn đó. Mấy bà nào mà mới ăn no, đi bộ vô trong đây là đảm bảo thức ăn sẽ rất là nhanh tiêu, để chuẩn bị một cái bụng rỗng mà ăn tiếp. Để bước vào được cái quán, chúng ta phải đi qua rất nhiều cổng, rất nhiều bậc thang, giống như là Tôn Ngộ Không phải vượt qua rất nhiều kiếp nạn để thỉnh được chân kinh vậy đó. Nhưng mà đảm bảo trong đây góc nào cũng sống ảo, rất là đẹp. Quán cà phê này không có dành cho người vội. Bà nào mà vội uống cà phê quá thì tôi khuyên không có nên vô đây nha. Vào trong quán này là chúng ta phải rất là chill, từ từ hưởng thụ những cảnh đẹp từ bên ngoài, rồi từ từ mới vào bên trong quán. Đường lên quán có một cái dàn hoa rất là đẹp, y hệt như là mình chụp hình ở Đà Lạt luôn. Quán cà phê Hòn Chồng này mình thấy lúc nào cũng đông hết, không chỉ dân địa phương, khách du lịch trong nước và còn cả ngoài nước nữa. Các tour du lịch họ vào trong đây rất là nhiều. Tuy quán làm không gian mở nhưng mỗi cái lều như vậy, các bạn có để ý không, họ đều gắn những cái cây quạt, thành ra ngồi ở đây rất là mát mẻ. Mặc dù Vicky đi ngay cái mùa rất là nóng, đi vào sâu bên trong còn đông dữ dội hơn nữa nè. Một trong những lý do khiến cho khách rất là yêu thích chỗ này bởi vì nó ngồi ngay bờ biển luôn, và bạn có thể vừa thưởng thức các loại nước uống cũng như là đồ ăn. Ở đây có rất nhiều món ngon, nhưng mà cái món chung thủy nhất Vicky lúc nào ra đây Vicky cũng ăn đó chính là da ua hột đá. Và đây là cái view Hòn Chồng nổi tiếng mà đã tạo nên tên tuổi cho quán cà phê Hòn Chồng này, các bạn không nên bỏ qua khi đến đây. Nhưng có một điểm lưu ý là chúng ta phải mua vé ngay trong quán cà phê thì mới được ra tham quan cái Hòn Chồng này. Giá vé cho người lớn là 30k, cho con nít hình như là 15k, và một điều đặc biệt là những người lớn trên 60 tuổi thì hoàn toàn được miễn phí nha. Mua vé xong chúng ta sẽ đi xuống một con dốc khá là dốc. Trên con dốc này sẽ có những cái quầy bán quà lưu niệm. Mấy bà hết sức bình tĩnh, đi một đoạn chút xíu nữa chúng ta sẽ đến nơi nè. Đi xuống chỗ này là chúng ta đi xuống biển luôn đó các bạn. Vậy tính ra là cái hội quán cà phê Hòn Chồng này họ đã mua luôn cái bãi ở đây rồi, nên là chỉ có khách vào quán cà phê và mua vé thì mới được xuống đây thôi. Nhiều bạn đang nghĩ ở đây là Hòn Chồng thì chắc sẽ có hòn vợ đúng không? Chính xác, ở đây có tên Hòn Chồng là bởi vì nó có những hòn đá tự nhiên chồng lên nhau, nhìn rất là hay và đặc sắc. Tính ra mình bỏ ra 30k để mua vé mà ngồi ở đây ngắm hoàng hôn với người yêu là hết sảy. Nice. Còn ví dụ như mà độc thân ngồi ngắm hoàng hôn thì cho tôi can nha mấy bà ở nhà cho lành chứ đừng ra đây. Và đây chính là cái hòn đá đã gây tranh cãi, gây ra rất nhiều sự thu hút của tất cả những dân du lịch chuyên chụp hình sống ảo trên thế giới đã đến đây để chụp với cái hòn đá này. Các bạn có thấy không? Mặc dù nó chênh vênh như vậy nhưng mà nó vẫn không rớt, nó vẫn nằm ở đó. Qua rất nhiều năm rồi, cuối cùng tôi cũng đã về Việt Nam và bon chen chụp hình được với nó. Vậy thì mấy bà còn chần chừ gì nữa, khi ra Nha Trang thì nhớ ghé ở đây check in sống ảo nha. Quán cà phê Hòn Chồng nằm ở số 6 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa. Mở cửa từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết clip. Hẹn gặp các bạn trong những clip sau nha. Bye bye, stay awesome!